Xin chào các bạn, hôm nay các bạn có khỏe không? Hôm nay thì mình thiệt là không có khỏe. Cái cổ bị khan tiếng quá các bạn. Cho nên kiếm trái cây hay là rau quả gì đó ăn vô để cho nó mau trở lại cái tiếng bình thường của mình ha. Để mình nói chuyện với các bạn cho vui. Thì bây giờ mình sẽ ăn cần tây ha. Rồi ăn nho. Ra chợ thấy nho bán rẻ quá các bạn. Bán có 89 sen nè, chưa tới 1 đô la nửa ký. Rất là ngọt. Mùa nho, bây giờ là mùa nho người ta bán rất nhiều các bạn. Đó, bán còn rẻ nữa. Cho nên thấy tươi mà ngon cho nên mình mua về mình ăn. Ăn cho mau hết bệnh. Ra ngoài trời lạnh quá đó các bạn. Với chuyển mùa, mùa nó chuyển qua mùa lạnh quá mình chưa có quen. Mình ra ở ngoài vườn đó các bạn, bệnh nặng luôn. Bây giờ nói cái tiếng của nó khàn. Tại vì mùa thu hoạch nho mà, cho nên bán có 89 sen một phao thôi, chưa tới 1 đô la nửa ký, chưa tới 20.000 tiền Việt Nam nửa ký nha các bạn. Hôm nay mình nói cái giọng kỳ quá, mình xin lỗi các bạn nha. Đó, ho từ ngày hôm qua đến giờ uống nước gừng á mới đỡ chút xíu các bạn. Mong mong cho nó mau hết để mình nói chuyện với các bạn nha. Chứ khan tiếng hỏi vậy. Không biết nói gì nữa. Đó các bạn, khi mình bị bệnh xuống hay là bị khan tiếng thì mình rất là mong mình trở lại cái sức khỏe bình thường ha, giọng nói bình thường. Còn khi mà mình được khỏe mạnh á thì mình không có nghĩ tới, đôi lúc mình thờ ơ với sức khỏe của mình á, cho nên mình mới bệnh. Mong rằng các bạn và các em nhỏ cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, để được khỏe mạnh. Cái cổ mình để bây giờ nó khan quá, phải quấn cái khăn để giữ ấm cho cái cổ nó bớt ho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đổ cái nước sốt mà chấm rau củ, cái loại này nè các bạn, mình mới mua một loại này nữa chấm rau củ ha. Loại này nó chua hơn cái loại trước. Ở trước thì nó béo nhiều hơn, lần này chua chua. Mình chấm thử. Ok, mình bỏ cái này bớt xuống. Đó, xin mời các bạn và các em nhỏ và các con, các cháu nữa nha. Rồi, ăn cần thử cần tây nè. Cũng ngon lắm các bạn. Thử miếng đó các bạn, thấy rất là ngon, giòn ngọt. Bó gần tây này thì khoảng 2 pound các bạn, 1 ký mình mua khoảng 4 đô la đó bó vậy. Thì mình mua cái cần tự nhiên, cần organic đó các bạn, cần trồng tự nhiên đó đó, khoảng cỡ đó đó, 4 đô la thì khoảng 80.000 tiền Việt Nam nha các bạn. Đó, các bạn nói là mua cái gì cũng phải quy ra giá Việt Nam cho các bạn xem thì ăn không biết được bao nhiêu cái cọng cần này nữa. Nói cái giọng kỳ quá. Nói nhẹ hơn chút xíu để cho nó đỡ nghe kỳ. Quá ngon các bạn. Mua cần tây ăn cho tốt sức khỏe nha các bạn. Vừa tốt sức khỏe mà vừa ngon nữa. Nó có cái gì đen đen mình cắt mình bỏ. Chuẩn bị hộp giấy sẵn. Đó. Cô ăn cái miệng tèm lem mà dính miệng cái là cô phải chùi liền đi, cô đừng có để kỳ quá. Mấy bữa mình cứ quên, mình cứ ngồi mình ham ăn ăn rồi không có chú ý tới cái miệng. Bây giờ chú ý có dính chút xíu mình chùi ha. Dưới góc nè,
nó dai dai các bạn. Mình ăn tới chỗ nào mà dai quá thì mình bỏ đi. Nó dai là nó dai, nó có sợi sợi. Wow, ăn cần, cần quá tuyệt vời luôn. Nước sốt này chấm ngon nhất á. Tìm cái cọc nào non non mình ăn hết. Này non. Cái này nó non hơn chút xíu nè các bạn. Ăn cay nè. Hy vọng mình ăn xong cái trái cây này cái mình nói lại cái giọng bình thường ha. Khao khát, khi nào cái giọng mình khang á mình nói mình mới biết là cái giọng bình thường của mình nói, mình mong cho trở lại giọng cũ của mình để mình được nói. Cái thấp của mình hay nói nhiều nữa mà không được nói chắc khó chịu lắm. Rất là ngon. Giòn, ngọt. Thơm mùi cần tây. Rất là thơm. Nếu mình ăn không có chấm cái sốt này thì sẽ khó ăn hơn á các bạn. Cái mùi cần tây nó khang khang. Chấm á ngon. Các bạn ơi, thông cổ rồi các bạn ơi. Ăn hai cọng cần tay vô là cảm thấy nó khỏe lên chút xíu à. Ngon. Wow. Non thử sao. Bẻ cây non nhất nha các bạn. Ăn thử nó như thế nào. Nó có giòn không? Chắc thử với tương cà chua xem nó như thế nào các bạn. Đổ tương cà chua lên nè. Nó không có ngon các bạn ơi. Nó khó ăn lắm. Thôi mình ăn qua cái sốt cũ. Nó rất là khó ăn. Hay là cái cọng này nó khó ăn mình không biết nữa. Qua cái này cái mình ăn thấy ngon liền. Qua nước sốt trắng nè. Nước sốt chấm đậu củ. Nó béo, nó chua chua, có tỏi, có rau thơm, những cái gia vị người ta trộn vô trong này, ăn rất là ngon. Hồi sáng
Sáng sớm mình có đi tới tiệm mua cây giống. Mình quay rất là nhiều loại cây giống khác nhau. Nhưng cái tiếng nói của mình kỳ lắm, khang thì là khang. Nó đợi khi nào mình hết khang tiếng, mình thuyết minh lại rồi mình gửi lên cho các bạn xem nha. Chứ mình nói không biết các bạn nghe có rõ không nữa. Bây giờ là đỡ rồi, lúc sáng mình chỉ ứ ứ ứ rồi nói nó khó nghe lắm. Em bây giờ buổi tối 8 giờ tối ở Mỹ, ở bên Việt Nam bây giờ chắc buổi trưa rồi các bạn ha. Ăn lên tới cái lá khó ăn các bạn ơi. Nhưng mình nhai chậm á, lên tới cái lá là nó rất là khó ăn. Ăn nổi cái cọng thôi. Xin mời các bạn. Nho. Đó, chấm với sô cô la nha các bạn. Đó, sô cô la hiệu này nè. Đó, mình đã đổ ra đây rồi, mình đổ thêm chút xíu nữa nha. Wow. Wow, hơi nhiều ha. Đó, nghiêng ra sao nó đổ. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, thì bây giờ sẽ ăn nho đỏ trước nè, xem nho đỏ nó ngọt như thế nào ha. Mời các bạn. Rồi, bên này. Rất là ngon các bạn. Trái cây chấm với sô cô la tuyệt vời luôn á. Nho mình chấm á, cái trái nó nhỏ hơn. Nho mình trồng đó các bạn, cái trái nó nhỏ hơn cái nho này nhiều lắm. Nho này trái bự đó, nho mình trồng chỉ có một nửa trái này thôi à. Này, cái giống nho của mình là giống nho nhỏ, nho này nó bự hơn chút xíu. Em thử chấm với cái nho xanh nó như thế nào, nó có ngon không? Ngon các bạn. Mong sao ăn tới sáng cái giọng mình trở lại bình thường, không có nói gì được hết các bạn. Khó nói không? Mỗi câu nói sao mà nó khó khăn. Đó, bệnh xuống mới biết sức khỏe là vàng. Còn bình thường coi sức khỏe nhẹ lắm. Đó, các bạn hỏi cái video nào các bạn cũng hỏi mình là chị bao nhiêu tuổi rồi, cô bao nhiêu tuổi rồi. Thì hôm nay mình nói tiếp nha, mình 36 tuổi. Nói nhẹ nhẹ cho nói mạnh một cái nó khang giọng. Rồi mình là gốc miền Trung các bạn, Quảng Nam Đà Nẵng. Ba ba mẹ của mình hồi trước là sinh ra sinh sống ở Quảng Nam Đà Nẵng các bạn. Ba ở Duy Xuyên, còn mẹ thì ở Điện Bàn. Thế ba mẹ lập gia đình xong rồi dời vào trong Đồng Nai ở các bạn. Trong Đồng Nai, ở dưới Đồng Nai là mình sinh ra ở dưới Đồng Nai. Khoảng lớn lên khoảng mười mười mấy tuổi á, 16, 17 tuổi lên Sài Gòn ở. Ở tới khoảng 24 tuổi cái là lấy chồng đi qua Mỹ ở tới bây giờ các bạn ơi. Qua Mỹ cũng được từ năm 2007 đến giờ các bạn, cũng được mười mấy năm rồi.
Mình là ông xã mình về Việt Nam cưới mình làm diện đính hôn các bạn, xong rồi bảo lãnh 6 tháng đi qua Mỹ. Mới đây mà đã gần 12 năm rồi. Nhanh thiệt, quá nhanh luôn. Mình có video đám cưới, đám hỏi, bữa nào mình sẽ lấy ra từ cái đĩa CD rồi mình gửi cho các bạn xem nha. Hồi lúc xưa 12, 13 năm về trước nó khác với bây giờ như thế nào, lúc đó ôm nhôm, ôm nhách còn ốm hơn bây giờ nữa. Wow, nhỏ. Ngon, ngon lắm luôn. Nhờ người chủ vườn nào mà hái tươi rõ là các bạn, bán còn rẻ nữa, bán như vậy nội cái công á, mà đưa tới chợ xong rồi mướn nhân viên xếp ra rồi kiểm nho này sạch sẽ, rửa nho sạch rồi bán ở ngoài chợ, nội cái công không là đã hơn cái số tiền bán rồi các bạn. Giống như người ta bán để cho mình tới đó mình mua những thức ăn khác thôi, giống như là để lấy khách. Chứ nếu mà bán mà để có lời mà bán chưa tới 1 đô la một phao là chắc không có lời đâu các bạn. Dịp lễ hay là dịp gì sắp tới là người ta giảm giá, thức ăn ngon không à, để cho giống như tặng quà cho mình dịp lễ đó các bạn. Sắp tới lễ Thanksgiving rồi, áo quần hay là đồ dùng á, ta giảm giá dữ lắm. Biết lúc đó mình có thời gian để đi mua không? Đi mua sẽ quay phim cho các bạn xem. Nho không có hột, nho nào cũng vậy, không có nho nào có hột hết trơn. Nho mình trồng ngoài vườn cũng vậy, không có một hột nào hết. Cho nên muốn lấy hạt ươm hạt nho cũng khó lắm. Đi chạy tất cả các chợ chỉ có mua nho của người Á Đông mình á, người Tàu hay người gì đó, nho trồng bên đó mới có hột, còn trồng ở Mỹ rất là ít hột. Wow, ăn no, ăn no luôn các bạn, nói không nên lời. Hôm nay toàn là ăn trái cây, ít ăn cơm. Ăn cái gì để cho mau giọng nói mau bay trở lại. Mà sáng đi thì lên cái vườn hoa rồi cây cối, cái vườn rộng 15 mẫu các bạn, bán tất cả những cây giống ở trên đời này ở trong đó đều có. Đó là thế giới cây cối mà. Lần đầu tiên mình tới mình ngẩn ngơ luôn. Đây này là không phải là mùa bán cây giống đó, mùa này là mùa đông rồi đó, mà nhìn còn còn thấy thích thú như vậy mà mình muốn khóc luôn. Tại sao? Muốn nói để quay phim nhưng mà nói không được. Càng nói càng cố gắng nói thì càng khan cả giọng, càng mất tiếng các bạn. Lúc đó anh quay á mà muốn 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 chảy nước mắt. Đấy, bây giờ mình mới biết cái sức khỏe của mình nó rất là quý, cho nên các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng giống như mình ham ra vườn hái, không mặc đồ không có đủ ấm đó các bạn, hái trái cây rồi
thở quá mặt không đủ ấm vô một cái là bị bệnh liền lập tức. Biết nói như vậy các bạn có nghe rõ không? Xin lỗi các bạn nha, nghe không rõ chắc mình phải phiên dịch cái chữ ở dưới cho các bạn xem. Quá ngon. Nho này nấu chè cũng ngon lắm các bạn. Chè trái cây á, lúc trước mình có ăn một lần của cái cô hàng xóm gần nhà mình nấu. Nho, lê, trái cây, nấu đủ tất cả trái cây nấu với đường phèn các bạn. Ăn ngon lắm, ngon mà cái vị nó thanh đạm làm sao á, không tả được, bữa nào không biết làm sao. Mình nấu làm sao cho giống vậy mình ăn thử. Ăn một lần mà mình nhớ hồi luôn các bạn. Mỗi lần ăn nó sẽ dính mùi son á, né né mùi son. Các bạn nói cái miệng của cái cô này hay cái bà này gì đó, ăn gì đâu mà nó đều, nó dẻo queo à, nó chu chu, nó đều đều. Đâu có đều đâu mà nó dễ. Không có đều, không có cố đều, cứ bình thường đó mà nó cứ vậy á, gọi là xấu tự nhiên hay là điệu tự nhiên gì đó. Nó tự nhiên chứ không phải là mình cố tình. Ném, ném mùa son đi coi, đừng ném như thế nào. Nhưng mà ăn sợ dính dính mùa son á, làm gì nè. Hơi liệu. Ăn nho xanh đi ha, quá ngon. Ngon quá, ăn no no luôn á. Ăn xong nó cảm thấy nó khỏe ra, cho nên các bạn bị đau ốm á, mình ăn rau hay ăn trái cây hay uống nước trái cây rồi vô nó đỡ lắm các bạn. Đó, hôm nay chứ mình ăn tới đây thôi các bạn. Ăn nhiều quá no. Để hôm nay nói chuyện với các bạn chút xíu, khi có ngày mình không đăng video một ngày cái thấy nó vắng vắng, nó nhớ nhớ làm sao đó. Nên mình nhắn tin đó là không gặp các bạn một ngày là nhớ một ngày, giống mình làm mình đăng video quen mỗi ngày rồi, có ngày đó mình không đăng cái thấy nó buồn buồn làm sao, nó vắng. Nhưng mà khi các bạn viết những comment, mình không có đủ hết thời gian để mình trả lời, nhưng mà mình đọc, mình biết, mình hiểu hết những cái câu hỏi nào mà cần trả lời là mình sắp xếp thời gian cái mình trả lời cho các bạn nha, từ từ đó. Giờ không không có thời gian nếu mình trả lời hết hay là mình không làm được video gửi đến cho các bạn. Vậy ha các bạn, tối hôm nay mình ăn trái cây tới đây thôi. Tạm biệt các bạn. Mong mình mau trở lại giọng nói để nói chuyện cho các bạn nghe. Và Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.